Xin kính chào quý vị và các bạn, mình là Vi Anh Trần. Mỗi lần khi mà đi mua những chiếc máy cũ thì các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất đến những món phụ kiện như là sạc cáp. Vì những chiếc máy này khi mà bán ra thì sẽ không thể nào mà còn sạc cáp zin đi theo máy, mà đi tìm sạc cáp zin là một điều không hề dễ khi mà thị trường sạc cáp của chúng ta bây giờ là cực kỳ khó phân biệt. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một số mẫu sạc cáp chính hãng mà mình đánh giá ngon tương đương với sạc zin đến từ thương hiệu Hoco. Thì Hoco là một thương hiệu sản xuất sạc cáp đến từ Trung Quốc và được phân phối bán chính hãng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Cách phân biệt với hàng fake thì cũng khá là dễ dàng. Đó là trên mỗi vỏ hộp chúng ta sẽ có mã QR code, thì các bạn sẽ cào cho mình cái lớp nhũ ở bên trên hộp, sau đó dùng phần mềm QR code để check nếu ra đúng thông tin, thì đây chính là sản phẩm xịn chính hãng. Ở đây thì mình sẽ có hai củ sạc Hoco, một củ sẽ hỗ trợ cho chúng ta 4 ngõ ra với cường độ dòng điện lớn nhất là 4A, và một củ sạc sẽ hỗ trợ 3 ngõ ra với cường độ dòng điện tối đa là 3A. Trong hộp của củ sạc 4 ngõ ra, chúng ta còn được tặng kèm theo một túi đựng khá là đáng yêu. Hai củ sạc này thì cực kỳ thích hợp cho những bạn nào sử dụng nhiều thiết bị một lúc như mình, nhưng mà lại chỉ muốn sử dụng duy nhất một củ sạc. Vì các bạn biết nếu như mà đi ra ngoài lúc nào chúng ta cũng đem theo vài củ sạc thì khá là bất tiện. Hoặc là nếu các bạn là một người phải thường xuyên đi công tác xa, ngủ lại khách sạn, cần sạc nhiều thiết bị nhưng chỉ có một lỗ cắm sạc ở trong khách sạn đó thôi, thì đây cũng là một củ sạc sẽ hỗ trợ rất tốt cho các bạn. Ngoài ra, trên củ sạc Hoco 4 ngõ ra, chúng ta còn có khả năng đóng lại cái chân để cho củ sạc của chúng ta gọn gàng hơn. Và bên trên đỉnh đầu của củ sạc này sẽ có LED thông báo cho phép chúng ta biết là củ sạc hiện có đang nhận điện hay không. Nhưng mà cái mình thích vẫn là ở trên củ sạc Hoco 3 ngõ ra. Tuy là nó sẽ không có khả năng thu gọn chân như củ sạc Hoco 4 ngõ ra, nhưng với thiết bị này chúng ta lại được hỗ trợ một con LED 7 đoạn, cho phép chúng ta biết được hiệu điện thế và điện áp hiện tại là bao nhiêu, và những cái thiết bị đang sử dụng củ sạc này đã sử dụng hết công suất của sạc hay chưa, tránh trường hợp quá tải dẫn đến việc hư củ sạc của chúng ta. Tiếp theo ở đây thì mình sẽ có hai mẫu cáp cũng đến từ thương hiệu Hoco. Ở đây thì mình sẽ có một sợi cáp Lightning và một sợi cáp 3 đầu hỗ trợ 3 chuẩn sạc phổ biến hiện nay, đó là Lightning, Micro USB và USB Type-C. Với sợi cáp chuẩn Lightning thì chúng ta sẽ có một tính năng cực kỳ là thông minh, đó là sợi cáp này sẽ hỗ trợ ngắt điện khi thiết bị của chúng ta được sạc đầy. Độ hoàn thiện của sợi cáp này thì cũng cực kỳ tốt khi mà cả hai đầu của nó đều được gia công từ kim loại. Bên ngoài sợi cáp cũng sẽ được bọc dây dù giúp tăng cường khả năng chống đứt cũng như là chống rối. Đây là một sợi cáp được thiết kế cực kỳ cao cấp, không hề có sự rẻ tiền nào xuất hiện trên sợi dây này. Và với sợi cáp này chúng ta sẽ có luôn khả năng truyền dữ liệu từ máy tính tới điện thoại của các bạn. Các bạn có thể sở hữu sợi cáp này với giá 150k tại XT Mobile. Với sợi cáp 3 đầu này thì chúng ta cũng sẽ có thiết kế tương tự như sợi cáp Lightning, tức là tất cả các cái đầu của nó thì cũng đều được hoàn thiện từ kim loại, nhưng mà sẽ có một tính năng mà sợi cáp này sẽ không có, đó là tính năng tự ngắt sạc. Nhưng mà cái phần dây sạc thay vì được bọc dây dù thì sợi cáp này sẽ được bọc một lớp dây thép đan ở bên trong, và bên ngoài sẽ được bọc tiếp một lớp cao su trong suốt giúp cho sợi cáp của chúng ta có cái độ bền là cực kỳ cao. Nhưng mà có một điều, đó là sợi cáp này sẽ không mang lại cho chúng ta khả năng truyền tải dữ liệu, thế nên các bạn sẽ chỉ dùng nó để sạc được mà thôi. Với sợi cáp này thì các bạn sẽ có thể sở hữu nó với giá 190k tại tất cả các showroom của XT Mobile. Và trên đó là một số mẫu sạc cáp chính hãng mà các bạn có thể dùng thay thế hoàn toàn cho sạc cáp zin mà không lo ảnh hưởng đến thiết bị của mình. Để tham khảo giá bán chi tiết, xin mời các bạn truy cập website xtmobile.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.